Ok, bắt đầu mình vào cái khu công nghiệp nè. Đây, tới rồi, vào luôn. Đó, khu công nghiệp Phú Bài. Ok các bạn, bắt đầu vào nào. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quy Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với cái tựa game Air Test 2 nữa các bạn. Thì như các bạn cũng đang thấy trên màn hình là hiện tại chúng ta đang có một cái con xe mà có thể gọi là khá là quen thuộc luôn. Đây là cái con xe đầu kéo Mỹ các bạn. Đó. Quen thuộc không? Đó. Đây là con Cascadia. Đấy. Con xe thường những cái đầu kéo Mỹ các bạn là cái mỏ nó rất là dài đó, các bạn cứ nhìn con đầu kéo mà mỏ dài là đầu kéo Mỹ đấy. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ vận chuyển một cái món hàng đó, một cái trailer. Nói chung là cái trailer này là tụi Trung Quốc nó làm các bạn, nhưng mà nhìn khá giống Việt Nam. Đó là cái loại mà trailer mà thùng mà có cái mui bạc đó. Đó, thì hôm nay mình với các bạn sẽ trải nghiệm cái chiếc xe đầu kéo này và cái trailer này các bạn. Thì cái con đầu kéo này là nó, mình theo mình được biết là đầu kéo Mỹ đời 2018 luôn đó các bạn, tức là đầu kéo Mỹ mới nhất ấy. Đó. Và cái mod này nó cũng là mod mới luôn. Nên là chúng ta cứ trải nghiệm. Tại các bạn thấy là mình rất là thích chạy đầu kéo Mỹ các bạn. Ra cái phiên bản là mình cũng có chạy dần, nên là chúng ta hôm nay là tiếp tục chạy. Đó, và chúng ta sẽ trải nghiệm lại cái map Việt Nam của Phạm Thành. Thì như các bạn biết thì hôm nay chúng ta sẽ đi từ khu vực Đà Nẵng đấy về lại là một cái khu công nghiệp ở Huế. Đó. Cái khu công nghiệp Phú Bài gì đấy, các bạn nhớ là vậy. Và hôm nay như các bạn biết thì trong tập trước á, mình đã đi lên là cái đèo Hải Vân. Đó, thì hôm nay mình với các bạn sẽ đi qua hầm Hải Vân. Đó, coi nó có cái gì lạ không. Đó, và chúng ta sẽ đi lại cái đường này và chúng ta đi cái dưới hầm Hải Vân nha các bạn. Ok, mình sẽ một cái chuyến hành trình đi đầu kéo Mỹ vận chuyển hàng về Huế qua hầm Hải Vân. Ok, giờ mình lên xe nào. Thì đây là cái vô lăng của nó các bạn. Đồ họa của nó được nâng lên đẳng cấp mới. Khá là đẹp. À, phía sau chúng ta sẽ có luôn hai cái giường. Đó, và cái khoang sau của cái đầu kéo Mỹ đó mình biết là nó khá rộng. Đó, các bạn thấy không? Có luôn cái kiểu là cái lò sưởi ở nhập. Cái lò vi sóng luôn hay gì ấy. Đó, có cái màn để đậy lợi để tối ngủ khỏi có nắng, hay là chúng ta che làm cái gì đó thì chưa không biết. Ok, thì chúng ta sẽ biết trước chúng ta sẽ có hai ghế. À, bây giờ tôi sẽ đè máy các bạn xem. Ok, thì hiện tại tôi đã đề máy rồi đấy. Đây là phía ngoài đây các bạn. Đó là đỉnh. Ok. Đó. Ok, thì xe này nó cũng như các đời trước thôi. Nhưng kiểu là cái nội thất á. Nhưng mà mình thấy là cái đồ họa nó đẹp hơn. Ok, bây giờ trước mắt mình đi ra khỏi công ty cái đó. Hạ thắng tay xuống nè, trong đây xe có thắng tay không vậy? Mình không thấy thắng tay đâu cả. Không có thì thôi. Ok, mình cứ ra nè. Giờ mình đánh lái ra nha. Tại mình đã lấy đồ nãy trong kho đó đó các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ đi ra cái cổng này các bạn. Cái cổng này một điều đặc biệt là nó cửa nó tự động mở. Thấy không? Chỉ cần bóp kèn thôi. Kèn nó hơi nhỏ nhỉ. Không sao các bạn. Bây giờ mình sẽ rẽ bên trái. Không biết là ra lọt không, nhưng mà mình nghĩ là lọt đấy. Ok, mình sẽ đánh lái trừ heo. Ui, đụng cái hàng rào. Ve là tí đâu các bạn. Tí thôi. Mình ve lộn, mình giật số ve lộn. Đấy, ok. Nghĩ là ra được luôn rồi đấy. Sẽ đánh hết lái bên này. Cố lên. Về luôn. Không còn định vã các bạn. Chỉ cần coi cái khí hậu rồi là các bạn thấy rồi. Xe này nó tổng cộng là 10 số các bạn. Xe này nó có nhiều loại lắm, 10 số, 12 số và 16 số. Và hiện tại mình đang xếp 10 số đó, kiểu là chạy cho nó dễ hơn ấy. Hiện tại chúng ta đang rời khu vực Đà Nẵng các bạn. Hiện tại mình đang ở ngoại ô Đà Nẵng các bạn, chứ phải là trong thành phố Đà Nẵng. Hả? Trước mặt chúng ta hình như là đâu đó là đèo Hải Vân đấy các bạn. Ok, bây giờ chúng ta đi coi đường nè. Rẽ phải là về Huế, còn rẽ trái là về
thành phố Hồ Chí Minh, nói chung là về miền Nam đấy. Bây giờ mình sẽ bọc ngược ra Huế lại, mình sẽ rẽ bên phải. Và như trước mặt chúng ta là một cái trạm thu phí của đèo Hải Vân. À chính xác là như vậy rồi. À không, trạm thu phí của hầm Hải Vân các bạn. Hầm chứ phải là đèo. Lên đèo thì không biết lên đèo đã có trạm thu phí không nhỉ? Như là không đúng không? Nó chỉ thu phí hầm thôi. Và theo mình biết là cái trạm thu phí ở đèo Hải Vân này á, người ta nghỉ hoạt động rồi hay sao ấy. Kiểu là hồi trước người ta làm, người ta bây giờ người ta thu, nhưng mà kiểu người ta đã thu đủ cái số lượng rồi, đủ số tiền rồi nên người ta nghỉ làm. Thế mình biết là như vậy thôi, tại vì hôm trước có một bạn comment cho mình là nói là cái trạm thu phí ở đèo Hải Vân người ta đó, bây giờ người ta nghỉ rồi, nghỉ thu rồi. Mà mình không biết là có như vậy không. Ok, và trước mặt chúng ta đang là một cái logo của tôi kìa. Đó, có nhiều bạn nói anh Quý ơi, sao em chạy map Việt Nam em thấy biết cái logo của anh trên bản đồ đó. Thì nói chung là cái map này là mình cũng tài trợ cho Phạm Thạch các kiểu để thực hiện được cái map này, nên là nói chung cũng có các cái biển quảng cáo của mình trên đó. Thì các bạn, nếu các bạn thấy đi mà các bạn gặp thì các bạn cứ chụp hình đăng lên tag mình vô, họ nói hôm nay lấy xe được gặp biển báo nhầm biển quảng cáo của Nguyễn Quý Gamer được. Đấy, nói chung mình cũng rất là vui khi Phạm Thạch để cái biển quảng cáo mình lên cùng với cái biển quảng cáo của anh Hà Nội Phố các bạn. Đó, mình cũng rất là vui. Và một cái điều mà mình muốn thông báo bây giờ, mình không biết là các bạn có biết chưa hay là các bạn đã biết rồi, đó là cái ok chưa, trước mắt là bây giờ mình sẽ đi vào cái hầm trước nha. Ok, thì đây nó sẽ có một cái bến, nghĩa là một cái trạm dừng ở đây các bạn, trạm dừng. Thì cái hầm này chúng ta sẽ đi trên quốc lộ 1E. Ok, bắt đầu vào hầm nha. Vào hầm mình phải mở đèn các bạn. Thế mình nhá, nó nhá lại luôn nha. Ok. Ok, thì cái như các bạn cũng đã biết thì hiện tại cái kênh YouTube của anh Hà Nội Phố là đang gặp một sự cố. Nói chung mình cũng không muốn nêu rõ cái sự cố đó ra cái làm cái gì, nhưng mà nói chung là hiện tại kênh của anh đã bị mắc rồi các bạn. Kênh YouTube 100 mấy ngàn subscribe của anh đó thì hiện tại đã bị mắc rồi, và cũng như là bị YouTube xóa rồi. Đó, nên là hiện tại anh Hòa là anh chủ kênh Hà Nội Phố đó, anh Hòa cũng đã lập được một cái kênh mới rồi, nên là các bạn hãy tìm cái kênh Hà Nội Phố Xe Tải, các bạn hãy ủng hộ anh Hòa, đăng ký cho anh để anh làm lại. Chứ cái kênh cũ của anh hiện tại đã mất rồi. Nói chung mình cũng nghe được cái tin tức đó mới đây thôi, và anh Hòa anh cũng có chia sẻ với mình, nên là các bạn nào có ủng hộ anh Hà Nội Phố thì các bạn có thể qua đăng ký lại và ấn subscribe là cái kênh mới cho anh Hòa. Ok các bạn, mình cũng cảm ơn tất cả các bạn. Ok, và chúng ta lại tiếp tục hành trình nào. Đó, như vậy mình đã qua được cái đèo Hải Vân hay gì rồi đó các bạn. Nhầm, cái hầm Hải Vân, nó lộn hoài. Nói chung mình đi qua thì nó rất là nhanh các bạn, nhưng mà kiểu mà các bạn mà đi đường đèo ở trên đó thì các bạn phải vượt qua núi mà, nên là các bạn phải đi qua vòng lại cái kiểu rồi nó hơi lâu. Nhưng mà các bạn đi hầm là các bạn đi thẳng qua luôn. Đó, thấy không? Người ta là cái hầm là thứ nhất là an toàn là thứ nhất nè, thứ hai là sẽ đi nhanh đó, nên là người ta làm cái gì cũng phải có cái ý đồ mà các bạn. Ok, bây giờ mình chuẩn bị ra khỏi trạm thu phí của đèo Hải Vân. Ủa, hôm nay hơi đông đấy các bạn, nhưng sao mình cứ từ từ để mình theo đích xe này có đi được không. Qua luôn các bạn. Ok, như vậy khỏi trả tiền thu phí đó, các bạn cứ rút kinh nghiệm theo tôi mà đi, cứ gặp xe trước nó đang chuẩn bị trả trạm thu phí nó đi là mình cứ nói đích nó đi theo các bạn. Đó, một cái mẹo để đi vượt trạm thu phí trong này khỏi tốn tiền. Ok, bây giờ mình sẽ đi đây các bạn, cái đường mà rẽ trái ở đây là đi lên đèo đó các bạn. Bây giờ mình thị trấn Lăng Cô. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp tục hành trình đi về ớ, cái gì vậy? Trời ơi, mới chết nhắn con cái mà cứ lạng lên trên lề luôn à. Kỳ cục thiệt.
Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi thẳng về Huế luôn các bạn. Thì cái đoạn đường mà nếu mà từ Đà Nẵng về Huế thì nó không có xa, nhưng mà khi các bạn leo lên đèo ấy thì nói chung cái đường đi mình nó hơi xa. Nếu các bạn đi đường đèo nha thì nó hơi lâu thôi. Chứ nếu mà mình vượt qua được cái đèo Hải Vân đó rồi thì mình nghĩ là cái đường đi của mình nó sẽ, thứ nhất là nó ngắn lại, và thứ hai là sẽ đi nhanh hơn, chắc chắn ngắn phải đi nhanh rồi. Ok, không biết hôm nay thì nó có đông xe đi không, nhưng mà thấy hiện tại thì cũng ok đấy, không có đông mấy. Bây giờ mình cứ tiếp tục mà đi thôi. Hôm nay là vừa trải nghiệm được cái chiếc xe Taco mới ở quán cơm này các bạn, có một cái quán cơm ở đây nữa nè. Chúng ta vừa trải nghiệm được cái chiếc xe đầu kéo Mỹ mới các bạn, và cũng trải nghiệm được cái trailer mới này đó. Mình có điều có để link ở phía dưới cho các bạn hết, nên các bạn có thể tải về để trải nghiệm. Còn cái map này các bạn muốn chơi thì có thể liên lạc với Phạm Thạch để mua. Hiện tại thì giá nó chỉ có 70.000 đấy các bạn. Theo mình thấy là nó rất là rẻ luôn đấy. Các bạn nào không mua thì cũng có thể là donate cho Phạm Thạch 70.000 để có động lực làm thêm nhiều mà cái map mới cho mình xem, mà map mới nó cho mình chơi. Mình thì không có mua map, nhưng mà kiểu mình cũng có tài trợ để cho Phạm Thạch làm map, nên là Phạm Thạch cũng có tài trợ map để cho mình chơi. Ok, wow, chỗ này người ta chuẩn bị xây cái gì nè các bạn, thấy đá cát đá tùm lum á. À đây là một cái hầm gì nữa đây, à đây là hầm Phú Gia các bạn. Cái hầm này là tôi nghĩ là chắc cũng đi qua một cái đèo đấy, mà tôi không rõ là đèo gì. Tôi chỉ, cái khu vực này nó thiệt đấy các bạn, tôi chỉ biết mỗi cái đèo Hải Vân thôi, cái đèo khác chả biết đâu. Tại trước mặt ta vẫn là một chiếc đầu kéo vậy, làm sao vượt nó đây. Rồi cái gì vậy? Dắp cục đá à? Ngoài chúng ta đã ra được khỏi hầm rồi đó các bạn. Bây giờ mình đang muốn vượt cái thằng xe đầu kéo trước mặt mình nè, nhưng mà xe ngược chiều đông quá. Hình như phía trước ta bắt đầu vào đường hai làn rồi đó các bạn, có cơ hội để mình vượt. Hình như là vào cao tốc luôn hay sao ấy. Ok, bây giờ mình tăng ga lên nào. Mỗi lần mà chạy mấy chiếc xe mà đầu kéo mình sợ lắm các bạn. Bởi vì cái hộp số đó các bạn, chiếc nào mà nếu mà gọi là hên lắm nó có mấy con 6 số. Còn đa số là toàn 12 số với lại là 16 số cơ mà. Nhất là mấy chiếc xe 16 số ấy, mình chạy rất là khó luôn. Đánh cái cần số các bạn, tại cần số mình nó chỉ có 6 số rồi. 16 số là mình phải đánh là gấp 3 lần. Chúng ta mình đang trên cái đoạn nào mình cũng chả biết luôn rồi. Trong cái tập mà mình lái chiếc xe khách Hiếu Hoa lần trước đó, thì mình đi từ cái hướng Đà Nẵng ngược lại, còn bây giờ mình đi từ Đà Nẵng ngược về. Ok, chúng ta đang là cầu Phước Tường à. Mở đèn các bạn, có báo hiệu mở đèn nè. Ơ cái gì vậy? Cái gì vậy? Tự nhiên cái tên à. Không nào mà đổ cát gì tùm lum ở đây chân vậy. Mình đi mình dắp cái cát này nè các bạn. Không sao. Chậm ghe đây nào. Phải cái nào thì hey. Đi rồi còn dắt nữa. Mặt trưởng này không có tin được luôn ấy. Ok, giờ nhóm khói tí nào. Đấy, đâu ra cái bãi này vậy? Cái này là xi măng cái gì các bạn ơi, không phải là cát đâu. Phải cái nồi ghe lên nào. Ok rồi, nguyên đoàn xe nó đợi mình luôn nha, làm hại kẹt xe luôn. Phải cái trước các bạn, mình lại đi dính nữa rồi. Ủa nó bóp kẹt kìa, từ từ mấy ông nội.
giờ mình đang bị dính cái gầm ở phía dưới nè. Không thể qua được luôn, không ra được đây. Ôi trời ơi, cả buổi trời. Ok, không sao các bạn, tiếp tục nè. Ông Phạm Thạch ông làm mà cái đường không sạch được luôn, dắp nguyên cái bãi mà kiểu đá đó luôn. Hên là không có chở người nữa các bạn, chứ mà chở người bây giờ mấy ông bay nó tới chậm. Cái đứa tàu bình trình là ông ta bắt đầu vào hầm mà kẹt nguyên một trọn dài đúng không ạ? Sau lưng mình đã kẹt rồi mà đi phía trước mình cũng kẹt luôn. Xuân Duy và con cũng bác này tại Phạm Thạch nó làm nha, phải tôi nha, rõ ràng là như vậy. Rồi ok, chúng ta đã bắt đầu ra khỏi cái hầm vào đây. Nó nữa đó đấy không? Hơn là cái đoạn tôi chạy chậm á, tôi chạy nhanh như nãy là lấy lạc lạc ta lái tùm lum nữa rồi. Khổ thật thiệt. Làm đường không có dọn nó cái cát đá gì vậy? Nè, nữa nè thấy không? Nữa nè. Đó, nhấc cho nè. Đây là cầu vượt đường sắt các bạn, thì nó sẽ có một cái đường sắt ra Bắc Nam nó chạy ngang đây. Đây cái đường sắt này các bạn, đó, nó làm một cái cầu để vượt qua cái đường đó thôi. Và tại như chúng ta đang đi trên quốc lộ 1A đấy. Ta đang vào thị trấn Phú Lộc các bạn. Wow, nguyên một chiếc xe gỗ luôn nè. Có đem từ Huế, mà nhầm từ Đà Nẵng về hay sao ấy. Cái khu vực miền Trung đa số là gừng đó các bạn. Đa số là gừng, nên là gỗ rất là nhiều. Oh my god. Bên phải chúng ta hiện tại đang là biển nè các bạn. Nếu mình không nhầm đây là biển Đông đấy, biển Đông của Việt Nam mình đấy, mình nếu mình không nhầm nha, mình không chắc nhưng mà mình nghĩ là biển Đông Việt Nam đấy. Vì cái khu vực mà Huế đi đến Đà Nẵng là chúng ta sẽ đi ven cái đường kiểu là gần bờ biển luôn, như là vậy. Quốc lộ 1A mà. Còn cái khu vực mà theo một cái hình chữ S nha, thì cái khu vực mà bên bên Tây ấy thì nó lại là đồi núi nhiều hơn. Còn bên Đông này nó lại là đồng bằng mà nó sát bờ biển các bạn. Nên là mình nghĩ cái đường này nếu mà nó làm đồng bằng thì nó lại đi gần bờ biển, và mình nghĩ nó là biển Đông thì phải. Xi lựng với trời, xi lựng mà biết đúng không? Cái như tới trạm thu phí gì nữa nè. Cái hoài vậy nhỉ? À, trạm thu phí Phú Bài các bạn. Đây là trạm thu phí tự động nè. Ôi mình đi chậm quá rồi, nó đóng lại bà đó nha. Lấy tiền không? Không luôn các bạn. À, như vậy là chỉ cần nó không đóng xuống thì thôi các bạn. Chỉ cần nó không đóng, kiểu là sát xuống thì thôi. Còn nếu mà nó vẫn còn, nếu mà các bạn đóng hơi hơi thôi mà nó vẫn còn mở là được, thì chắc chắn thì các bạn sẽ không được thu tiền. Ok, thì các bạn thấy trước mặt mình không? Nó sẽ có một cái cầu, một cái đường vượt ở trên này. Cái đường này nếu các bạn bọc lên thì nó sẽ về lại là về lại là cái đường về Hà Nội luôn ấy. Còn nếu các bạn đi thẳng thì sẽ vô Huế, vô thành phố Huế. Và mình sẽ đi vào cái khu công nghiệp các bạn, khu công nghiệp Phú Bài. Đó, mình không biết là cái khu công nghiệp nó nổi tiếng không, nhưng mà nó đang có trong cái map này các bạn. Đều đang vận chuyển hàng về đây. Và không biết có cái đường để qua bển không, hay là phải đi bọc về đây. À, khó luôn các bạn ơi. Hấp dẫn. Ok, bắt đầu mình vào cái khu công nghiệp nè. Đây, tới rồi, vào luôn. Đó, khu công nghiệp Phú Bài. Ok các bạn, bắt đầu vào nào. Wow, xe trong này hơi bị đông, hơi bị nhiều luôn ấy. Ủa, có xe chở xe du lịch nè. Bên này là xưởng gỗ gì nè các bạn. Thấy gỗ quá trời nhiều luôn. Ok, mình sẽ vào cái khu này các bạn. Đây, vô đây.
Đó, tầm này đa số là xe đầu kéo là nhiều các bạn, xe kiểu là xe container ấy, là đa số. Ê, lên hơi bị không sao, ok vô được luôn rồi. Wow, đông nhỉ, có bên này hàng về nhiều vậy. Bây giờ mình ve để đổ đâu ta, nó có một cái kho dưới hầm mà nè các bạn. Mình đang tìm cái, à kìa kìa, mình thấy ông công nhân đứng đó rồi. Khi mình ve vô đó các bạn, bây giờ mình sẽ ve vô đó luôn, ngay ve vô giữa này nè. Ê, ve ở đâu, ve ở đó, ve ở đâu, ve ở đó, đâu. Rồi, ok, bắt đầu ve vô nào. Vô, xe này dựng xuống ve hơi khó các bạn. Nó hơi bị lọt rồi đấy, để mình nhắm lên một tí. Ok, thì dê vô nào. Đấy, lần này dê phải chính xác nha. Ok, dê vô. Ơ, từ, đánh lộn. Đánh lái bị lộn. Ngay không ta? Cho mình nghĩ là ngay đấy. Hơi bị lệch tí. Hơi bị lệch một tí rồi. Cái trailer nó bị lệch rồi. Đậu cho nó ngay cho nó giống người ta. Thôi về em đuổi việc mình luôn các bạn à. Người lắm. Đủ sao trời. Cáo vấn đề nữa các bạn à. Không phải dễ đâu. Tí nữa nè. Thằng này là phải chuẩn nha. Đó. Ok, không chuẩn mới sợ. Kiểm tra đây nè, xuống xe kiểm tra nè. Ok, rồi chuẩn luôn. Lại gặp ông này cái ông mất tiêu vậy. Rồi nó sẽ xuống đồ vô đó luôn các bạn. Ok, thì như vậy thì cuối cùng nó cũng đã vừa kết thúc được một cái chuyến hành trình từ Đà Nẵng về lại thành phố Huế, và chúng ta đang có mặt tại khu công nghiệp Phú Bài các bạn đó. Thì chúng ta cũng đã vừa trải nghiệm xong được chiếc xe đầu kéo Mỹ 2018 các bạn, và cái trailer khá là đẹp, rất là giống Việt Nam này. Mà nếu các bạn có thích cái trailer này hoặc là thích cái đầu kéo này thì các bạn có thể là xuống phần mô tả để tải link về nha. Còn các bạn muốn chơi cái map này thì các bạn có thể liên lạc với Phạm Thạch để mua nha. Ok, và chắc mình cũng sẽ kết thúc video tại đây, và cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này, và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah. Hello các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, đừng quên bấm vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới, và các bạn đừng quên bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Nếu các bạn muốn xem live stream của mình hoặc cập nhật những thông tin mới nhất về mình thì các bạn đừng quên truy cập fanpage Nguyễn Quý Gamer. Bấm thích và theo dõi nữa nha.